trang hoạ thì hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thực hành của nó. Đối với cái phần quảng cáo này, chúng ta sẽ đăng nhập vào đây. Đăng nhập vào địa chỉ wc.com, đúng không? Đấy. Đăng nhập vào địa chỉ này. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập. Ban đầu nếu mà các bạn tiến hành đăng nhập ấy, thì nó sẽ hỏi số điện thoại của bạn. Bạn nhập số điện thoại vào thì sẽ có nhân viên nó hỗ trợ bạn, nó gọi cho bạn, đúng không? Có xác nhận này nọ nữa. Ở đây bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, Google, nhưng mà tôi khuyên các bạn là nên đăng ký một cái tài khoản. Đấy. Ở phần này chúng ta sẽ nhấp vào mục tạo chiến dịch để tạo chiến dịch mới. Và sau đây tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để mà chúng ta quảng cáo tìm kiếm đối với cái từ khóa của nó. Bạn sẽ nhấp vào mục này. Từ khóa, ok. Thì ở đây thì tên chiến dịch của nó thì bạn đặt, ví dụ tôi sẽ đặt là đấy, tôi sẽ đặt nó như thế. Ok, ở cái phần này thì thời hạn chiến dịch, ngân sách tối đa cho 7 ngày, bạn muốn thiết lập cũng được, và bạn không thiết lập cũng chẳng sao, nó không bắt buộc. Để tôi nhấp vào lưu để lưu lại, chờ xử lý, tạo chiến dịch thành công, nó sẽ chuyển sang một cái tab mới để chúng ta cài đặt thông tin cơ bản mà cái kết quả tìm kiếm cao cấp nó sẽ được thể hiện tiêu đề. Tôi nhắc lại cho các bạn một lần nữa, để cho các bạn hiểu được, chúng ta quay lại cái chiến dịch này, đúng không? Tôi sẽ quay lại trở lại cái thời hạn của nó thì bạn không còn đặt cũng được. Thời hạn của chiến dịch thì chúng ta không nhất thiết phải đặt. Đấy. Cái tên của chiến dịch thì đặt sao cho chúng ta dễ nhớ là được. Được chưa? Loại hình quảng cáo thì quảng cáo tìm kiếm từ khóa, được chưa? Và nhấn vào thêm quảng cáo mới, nó sẽ ra cái quảng cáo của chúng ta. Tiêu đề thì tôi đã nói ở cái phần trước rồi. Tôi đã nói ở một trước rồi. Ở cái bài mà các bạn xem lại cái bài cũ rồi ấy. Thế đặt là giá có thể là 200k đấy. Mặc dù tôi làm free cho các bạn nhưng mà giá 200k đấy. Ở phía dưới nội dung quảng cáo chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi. Khi mà khách hàng vào thì sẽ trả lời 3 câu hỏi. 3 câu hỏi lúc trước các bạn còn nhớ là gì không? Đây, chúng ta có trả lời câu hỏi là tôi phải làm gì? À, tôi được gì? Cam kết làm sao để tôi tin tưởng này. Trả lời câu hỏi của khách hàng này. Đấy. Và kêu gọi hành động đăng ký ngay. Đó, chúng ta nhấp vào đường link thì chúng ta sẽ dán đường link của chúng ta vào. Ở đây thì tôi sẽ dán cái blog miễn phí của tôi vào. Ảnh ảnh ở đây thì chúng ta sẽ chọn là 90 nhân cho 90 pixel. Đấy là tôi đã lấy ảnh xong rồi, 90 nhân cho 90 pixel. Đó, chúng ta sẽ thêm vào địa chỉ ví dụ là tôi sẽ thêm vào là Hà Nội. Chẳng hạn như thế. Tôi thêm một địa chỉ cụ thể đấy, ví dụ. Ok, có nút alo đối với cấp cấp nữa, thêm vào luôn, tạo nút alo trên website luôn. Đúng
thêm mặt thêm nút liên hệ ngay với chúng tôi. Tên em nghiêng như vậy. Trên. Số điện thoại. Email. Lương và tiếp tục. Đây là cái giao diện chúng ta nhìn, đây là cái giao diện nó xuất hiện ở bên 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 nó hiển thị ở trên cái công cụ tìm kiếm của chúng ta khi mà khách hàng nhấp vào tiếp theo. Tại cái vị trí này, tại cái vị trí mà cài đặt nâng cao này, nó sẽ hỏi là chúng ta sẽ là chọn toàn quốc hay là chọn khu vực. Bây giờ tôi muốn chọn khu vực. Tôi chỉ muốn là quảng cáo của tôi nó hiện ở một cái khu vực nó. Đồ nó tự động nó sẽ hiện ra cái vị trí đó. Các bạn có thể cài đặt. Các bạn có thể xem cái vị trí đó. Đây, khu vực cụ thể đó này. Mà thôi, tôi chẳng cần khu vực cụ thể làm gì, tôi để trống. Và cái thời gian mà cài đặt, tức là thời gian mà hiển thị nó quảng cáo ấy, quảng cáo nó xuất hiện ấy, thì từ cái ngày bắt đầu cho đến cái ngày nào. Ví dụ tôi bắt đầu từ cuối tháng đi. Tại đây thì các bạn có thể bỏ các vị trí thứ bảy chủ nhật ra. Thứ bảy chủ nhật thì các bạn loại nó ra 24 giờ các ngày, loại bỏ ra. Thời gian này chúng ta không xuất hiện, không thích xuất hiện. Đấy. Lưu ý một điều là chúng ta càng cài đặt thời gian nó càng ít. Ví dụ như chúng ta muốn bỏ thứ hai, người ta bận rộn quá, người ta ít kiếm tiền chẳng hạn, chúng ta tìm kỳ thì chúng ta bỏ đi, như thế thì nó sẽ tối ưu cái quảng cáo của chúng ta hơn. Chúng ta chỉ nhấp vào tiếp theo. Đấy. Phần mục này thì chúng ta sẽ xác định từ khóa của nó. Từ khóa ví dụ là tôi nó là nhấp vào thêm. Nhắc được thêm thì chỗ này nó có giá thầu này. Thêm giá thầu này các bạn có thể đặt giá thầu của nó. Giá thầu của nó chẳng hạn là tôi đặt là khi mà giá thầu mà nó càng cao thì chúng ta càng 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 có khả năng hiển thị nó càng tốt. Hoặc là các bạn có thể đặt giá thầu chung. Ở đây ví dụ tôi thêm cái từ khóa thứ hai chính là đấy, tôi thêm vào đây thì các bạn thấy đây là 1.000 đúng không? Đề xuất giá thầu nó 1.000 nhưng mà các bạn có thể đặt giá thầu chung của nó là 500 chẳng hạn. Và sau khi bạn bạn đặt giá thầu chung thì bạn sẽ nhấp vào mục lưu để lưu lại. Các bạn kéo xuống dưới các bạn có thể thấy này, dựa vào cái quảng cáo của chúng ta sẽ thấy là chúng ta có hai cái từ khóa này. Với chỉ số CTR, vị trí trung bình, giá trị trung bình một click. Đấy. Và giá thầu của chúng ta, giá thầu chúng ta ban nãy mình đã đặt là 500 đấy, giá thầu chung là 500 đấy. Đấy. Tổng thống kê trong chiến dịch này, thống kê an toàn, vân vân và vân vân. Đấy, như thế là tôi đã vừa chỉ cho các bạn cái bước cơ bản để chúng ta tạo ra một cái chiến dịch quảng cáo. Và ở phần tiếp theo tôi sẽ chỉ cho các bạn cụ thể hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở cái
tiếp theo.